bán hàng trên Facebook, nhất định các bạn phải có một fanpage. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một fanpage. Rất là đơn giản. Cách thứ nhất, đầu tiên bạn phải có một cái nick Facebook hay là người dùng Facebook. Các bạn có thể có hai cách. Các bạn vào nick Facebook của mình. Các bạn nhấn vào mũi tên. Các bạn chọn tạo trang. Hoặc cách thứ hai, các bạn có thể đi theo đường dẫn này: facebook.com fanpage created, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được fanpage. Như đây tôi sẽ hướng dẫn. Mọi người thấy đây có 6 cái danh mục, thì tùy cái thể loại fanpage và cái mục đích sử dụng của fanpage mà mọi người chọn mục tương ứng. Những cái mục này thì mọi người có thể sửa đổi sau khi đã chọn trang, nhưng mà theo lời khuyên của mình thì mọi người nên chọn ngay từ ban đầu. Để mà bán hàng và có đầy đủ những chức năng thì mọi người hãy sử dụng cái phần doanh nghiệp địa phương hoặc địa điểm. Chọn danh mục. Cái này tùy vào cái công việc của mọi người thì mọi người chọn, cũng như là cải tạo nhà cửa, câu lạc bộ, dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ kinh doanh. Tất cả thể loại đây, mua sắm bán lẻ, ví dụ mình chọn là mua sắm bán lẻ. Tên doanh nghiệp cũng là tên fanpage. Tên địa chỉ. Thành phố. Mã. Cái mã số zip này mọi người có thể tra trên mạng, nhưng mà chỉ cần gõ Google là mã số zip của thành phố của mọi người nhé. Nhập số điện thoại mọi người. Vậy là chúng ta đã xong bước đầu tiên. Các bạn sẽ có một cái fanpage tên là mua sắm bán lẻ rẻ nhất Hà Nội YoYo. Thì ở đây Facebook hỗ trợ thêm các cái loại danh mục, ví dụ mình có thể thêm là đấy, dịch vụ viết, dịch vụ hồ sơ, dịch vụ in ấn chẳng hạn. Facebook sẽ gửi ý những cái này cho các bạn, hoặc là mình cửa hàng chẳng hạn. Đấy, cửa hàng thịt, cửa hàng súng, cửa hàng đồ cổ. Các bạn có thể chọn bất kỳ ở đây, ví dụ mình là cửa hàng chuyên về xe đạp chẳng hạn. Đấy, thì mình chọn đây, mình có thể chọn 2-3 loại phụ như thế này để khi người ta vào xem trang thì người ta thấy rõ hơn, và Facebook sẽ phân loại cho các bạn cái vấn đề này. Cái này là chỗ này mọi người đền thông tin giới thiệu về cửa hàng của các bạn, nên nhớ từ khóa để người ta biết và sau này tiện lợi cho vấn đề SEO. Ví dụ trang web của các bạn. Đây là địa chỉ thu gọn của Facebook. Mọi người có thể chọn một cái địa chỉ, thì mỗi cái fanpage duy nhất thì chỉ có một cái địa chỉ này thôi mọi người nhé. Nếu mà người khác chọn rồi thì mình không thể chọn được nữa. Mình có thể chọn, ví dụ đặt đây là mua sắm bán lẻ YoYo.
Mỗi mua sắm bán lẻ có phải thực sự là trụ sở công ty điểm? Nếu mà có thì các bạn chọn có nhé, không thì thôi nhé. Không thì thôi, ok, không thì khỏi. Vậy là các bạn đã xong bước thứ hai. Bây giờ các bạn chuyển qua tải ảnh đại diện cho fanpage. Ảnh đại diện này nó sẽ có kích thước là vuông mọi người nhé. Facebook khuyến nghị là nên 160 x 160 hoặc là 180 x 180, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mọi người cứ đưa ảnh vuông lên là ok. Đây, ví dụ mình đưa một cái ảnh này đi. Cái ảnh này thì mọi người thông thường thì ở các fanpage khác thì mọi người hay lấy logo của thương hiệu. Đấy, chúng ta sẽ đi qua mục tiếp theo. Cái chỗ thêm mục yêu thích này này, thì khi mọi người thêm mục yêu thích thì nó sẽ chuyển một cái trang, nó sẽ nằm ở cái cột phải đây cho mọi người tìm dễ hơn. Chỗ ở đây là nó chưa lên cái trang này, nhưng mà khi mà mình thêm yêu thích thì nó sẽ lên qua mục yêu thích ở bên này luôn. Đây, mọi người thấy cái mục yêu thích này qua ở đây. Ok, ví dụ mình thêm một yêu thích đấy, đây, nó sẽ làm xếp vô sự kiện này tiếp này. Rồi, ok, thì Facebook sẽ giới thiệu cho mọi người quảng cáo trang này, vị trí này, thì mọi người có thể bỏ qua phần này không cần. Thì ngay lần đầu tiên truy cập vào thì Facebook sẽ cho mọi người đi dạo và xem các thông tin tiếp. Đấy, đây thì mọi người, đây là nút like, chắc ai cũng biết cái này rồi. Mời bạn bè, liên hệ email. Đấy, hiển thị sản phẩm. Cái này ở phần cửa hàng này, ở video sau mình sẽ chia sẻ với mọi người. Sau khi thế này thì mọi người tiếp tục thêm một cái ảnh bìa cho nó. Ảnh bìa này đề nghị mọi người chọn những cái ảnh mà nó độc nhất và nó nổi bật và nó đại diện cho cái sản phẩm của fanpage đang bán. Làm thế nào mà khi người ta xem quảng cáo, người ta kích vào fanpage thì mọi người nhìn vào fanpage, người ta hiểu được cửa hàng bạn bán gì và có gì nổi bật. Mọi người thêm ảnh. Mọi người có thể là chọn ảnh từ trang này hoặc là tải ảnh lên. Ví dụ mình lấy luôn cái ảnh này. Còn đáng lẽ mọi người muốn hiển thị đẹp nhất thì mọi người phải lấy cái ảnh có kích thước là 851 nhân cho 315, tức là chiều ngang có 851 pixel và chiều dọc là 315 pixel. Thì đó là kích thước khuyến nghị của Facebook để cho cái hình ảnh hiển thị trên cover này được đẹp nhất. Và mọi người có thể, nếu mà muốn ảnh lớn hơn ấy, thì mọi người có thể nhân đôi chiều dài chiều rộng lên, tức là nó chỉ cần đúng cái tỷ lệ đấy là được. Đấy, xong thì mọi người lưu thay đổi nha. Đấy. Thì như vậy là mọi người đã có một cái fanpage để quảng cáo. Còn những cái phần ở fanpage thì mình sẽ chia sẻ ở video sau.